Các bạn thân mến, năm nay sau mùa Giáng sinh, bước sang năm mới dương lịch 2021, không khí lạnh tràn về đậm hơn, gợi nhớ cho chúng ta, đặc biệt là những người lớn tuổi đã từng sống những tháng năm miền quê, còn gieo trồng lúa mùa, một dịp giảng thật nhiều kỷ niệm trên những cánh đồng nồng nàn và ngọt ngào bầu khí hương quê. Từng cơn gió lạnh thổi qua, được đứng trong ánh nắng ban mai sưởi ấm, nhìn về những cánh đồng xanh mênh mông, nghe ấm áp và bình an làm sao. Ôi, những cánh đồng tuyệt vời đã chuyên chở biết bao là tình, tình nhà, tình nước, tình yêu, tình người. Ôi, những cánh đồng hào phóng đã chuyên chở biết bao hạnh phúc và vất vả, nụ cười và mồ hôi, thực tế và ước mơ, thơ mộng và xót xa. Tất cả đã hòa quyện nhau thiêu dệt tên những dòng thơ bất tử, những cung điệu vượt thời gian, những thanh âm thần thánh. Mời các bạn dành chút thời gian dừng lại nơi đây để ngắm nhìn những cánh đồng xanh, để nghe một điều gì đó trong đáy lòng bạn rất huyền diệu và thiêng liêng, như ngắm nhìn một cánh hoa tâm tư vừa nở cho một mùa xuân mới, xuân Tân Sửu 2021. Cảm ơn các bạn. Đời không còn chút vui, đã khô cằn
trong trái tim. Sao ta còn đứng mãi như người tình mong chờ ai? Sao ta còn đứng mãi lắng nghe tâm hồn tê tái? Và đã bao lâu rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng? Đã yêu từng con người, ta thương đôi tình nhân kia như gió thương làm mây trời. Nhưng sao giờ đây nào thấy ai chung quanh ta? Đất trời như bãi tha ma, trên đồng hoang khô cháy. Giờ ta còn đứng đây giữa trời hắt hiu. Đời không còn chút vui, đã khô cằn trong trái tim. Sao ta còn đứng mãi như người tình mong chờ ai? Sao ta còn đứng mãi lắng nghe tâm hồn tê tái? Và đã bao lâu rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng? And me once again.